Huyện Cờ Đỏ vừa tổ chức hội nghị đối thoại với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện với thanh niên năm 2023. Với chủ đề Thanh niên tiên phong chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo vì Cờ Đỏ phát triển, tại buổi đối thoại, thanh niên huyện Cờ Đỏ đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với thanh niên, trách nhiệm của cơ quan tổ chức liên quan nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên, công tác chuyển đổi số, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên, đồng thời đề xuất kiến nghị các chính sách, chương trình, kinh phí hỗ trợ, bồi dưỡng kiến thức nền tảng cho thanh niên về khởi nghiệp kinh doanh, quan tâm giải quyết việc làm cho thanh niên, nhất là sinh viên mới tốt nghiệp đại học cao đẳng, xây dựng phát triển các kênh hỗ trợ phân phối và tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên. Các câu hỏi kiến nghị của thanh niên được lãnh đạo huyện Cờ Đỏ và các cơ quan chức năng trực tiếp trả lời đã giải quyết được phần nào những mong muốn nguyện vọng của đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện.